ơi, chào mừng mọi người đã quay trở lại với video của mình là Quỳnh Nga đây. Ngày hôm nay mình xin phép được nói về chủ đề suy diễn. Thì nói về chủ đề này thì mọi người có thắc mắc gì, tại sao mà chúng ta cứ phải suy diễn ở cái hướng gì đấy và liên tục đúng không ạ? Thì mình cũng xin được phép giải thích. Thì cái việc mà suy diễn là cái quá trình mà chúng ta suy nghĩ cũng như là suy luận một cái vấn đề gì đấy theo cái hướng liên tục và theo cái ý chủ quan của bản thân đấy. Thì tại sao mà chúng ta lại bị suy diễn như vậy? Bởi vì trong quá khứ ấy, chúng ta đã có được những hành vi như vậy rồi, chúng ta đã nhìn thấy hoặc là nghe thấy ở đâu và nó sẽ bị tác động vào não bộ của chúng ta, thì chúng ta bị phơi nhiễm nó. Và khi mà chúng ta bị phơi nhiễm thì não bộ của chúng ta đã hình thành một cái chu vi thần kinh. Và chính chu vi thần kinh này thì nếu như chúng ta nhìn thấy cái hành vi tiếp tục như vậy và những cái hành vi liên tục và những cái hành động như thế thì ngay lập tức cái chu vi thần kinh của chúng ta nó được kích hoạt lên và những cái suy nghĩ, cái lối suy nghĩ diễn dịch của chúng ta nó sẽ giống như con trong quá khứ. Thế để làm sao mà chúng ta không bị suy nhiễm nữa thì chỉ có một cách là ngay lúc đấy chúng ta hãy dừng những cái lối suy nghĩ ở thời điểm đấy hiện tại, dừng lại và chúng ta hãy đi tìm hiểu một cách rõ ràng cái hành vi đấy có đúng hay không và những cái hiện tượng mình thấy có thực sự như thế hay không. Thì đấy là cái cách, cái hướng giải quyết để cho chúng ta không bị suy diễn nữa đấy. Thì đấy là cái yếu tố mà ngày nay mình muốn nói với các bạn. Còn nếu như mà có thắc mắc thì hãy để xuống phần comment nhé, mình sẽ vào và comment các bạn. Còn bây giờ thì chắc mình sẽ phép được dừng video ở đây. Chúc mọi người một buổi tốt lành.